Hello anh em, chào anh em đã trở lại với Siro, mình Siro của Thạch Kinh Bi. Rất vui vì đã được gặp nhau những clip thì hiện tại mình đang có mặt tại năm xám Play của ạc Black Kisame của mình. Nói chung thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với một cái clip của con ạc Black của mình nha. Nói chung thì mình đã đạt cấp 150 như clip trước thì anh em đã biết rồi. Thì khi mà mình đạt được 150 thì mình có thể mang được đó là bộ báu vật Tiger. Bộ này thì mình đã quay được từ rất là lâu rồi, từ cái thời trẻ trâu. Từ khi con ạc này còn mới cái level 50-60 là mình đã quay được rồi. Tuy nhiên thì lúc đó rất là cay cú vì mang không được, cần cấp 150 lận. Nhưng mà cuối cùng thì cái khoảnh khắc này đã đến, cái ngày này đã đến. Suốt một chặng đường dài mình cố gắng chờ đợi và cuối cùng giờ đã được thành công rồi anh em. Giờ thì mình sẽ nhận quà online trước đã. Tại thì thời điểm mình đang quay clip này thì hoạt động Noel vẫn còn nha. Ui không được cái kẹo nào hết. Hiện tại mình đang rất là cần những cái kẹo. Ok, trang bị của mình hơi chật một xíu nên mình sẽ sắp xếp một xíu nha. Anh em đợi mình xíu, một xíu thôi. Bây giờ mình sẽ cống hiến cái ác ma đi cho nó rộng túi một xíu nha. Đầu tiên thì mình sẽ vào hoạt động cây ác ma. Đấy, sau đó mình sẽ cống hiến đi bớt đi. Rồi trước tiên nhận quà tu luyện cái đó. Đấy, nhận quà tu luyện. Bây giờ thật sự thì mình cũng không muốn lên cấp nhiều nữa anh em. Cho nên có khi mình sẽ hạn chế nhận mấy cái này. Mục đích của mình chỉ là cấp 150 để mình mang Tiger thôi. Còn bây giờ thì đã đạt được rồi cho nên mình cũng không cần thiết nữa. Rồi, tham gia hoạt động nè. Hiện tại thì mình cũng chưa cống hiến được một ít điểm nào luôn. Xếp hạng hoặc là không nha anh em. Hiện tại hoạt động này thì còn khoảng một ngày nữa là kết thúc rồi. Cho nên thôi giờ mình sẽ cống hiến nha. Một số cái danh hiệu mà mình đạt được. Danh hiệu này thì mình có rồi cho nên là mình không sử dụng được nữa. Bây giờ mình sẽ cống hiến cho ba cái hộp trang sức nữ thần mộc này mình quay được. Mình may mắn nhận được ở trong hoạt động thiệp Valentine thì nói chung bây giờ cũng không cần nữa, mình đã full rồi nên mình sẽ quăng đi luôn. Một hộp này có trị giá là 30.000 điểm cống hiến, cũng khá là ngon nha anh em. Tiếp theo thì để mình xem còn gì nữa không nha. Ăn rau trắng này thôi để dành đi, biết đâu Tết có thể có cái sự kiện lại. Chứ đợt trước ặc bên kia mình cống hiến vô một đống rau trắng xong cuối cùng giờ nó ra hoạt động đổi rau trắng mình cay lắm. Nên thôi tốt nhất mình sẽ tạm thời để ở đó. Rồi bên trang 2 thì chúng ta cũng không có gì cả này. Trang 3 cũng không vậy. Rồi như vậy là chỉ có nhiêu đây thôi. Giờ mình sẽ cống hiến vô nha. Rồi như vậy là cũng nói chung là dẹp được một ít túi. Để coi thử xếp hạng của mình như thế nào. Xếp hạng của mình là 211. Như là phần thưởng của mình nhận được sẽ là phần quà này. Tiếp theo mình sẽ vào trong kho đi. Thì mình nghĩ trong kho mình cũng có một số thứ nó gọi là thời cổ lô sĩ đấy. Đây ví dụ cái vớ Giáng sinh này nè anh em. Cái vớ Giáng sinh này giờ không còn nữa. Cho nên bây giờ mình sẽ thấy ra để mình cống hiến cái ác ma luôn nha. Ví dụ như mai bonsai nè. Mấy cái này thì có khả năng nó quay trở lại cho nên thôi mình để cũng được. Ui Tết nguyên đáng này, bánh chưng, bánh tét, tùm lum nè anh em. Cái này là bó hoa chúc mừng lễ quốc khánh 2020 cho nên chắc chắn là sẽ không quay lại rồi. Ui như vậy thì nói chung lấy cái này tính ra cũng không quay lại nữa đâu. Nên mà mình cứ để đó thôi. Để cho đẹp cũng được. Rồi như vậy mình chống được thêm 2 ô. Vậy mình chắc mình sẽ cất rau trắng vô. Đó. Tiếp tục mình vào cây ác ma tiếp nha. Để mình cống hiến cái hồi nãy mình vừa lấy ra. Ui cái gì? What? Hồi nãy lỡ nhấp nhầm vô khu vui chơi. Thế là nó bay vào khu vui chơi. Đây. Mình sẽ cống hiến vào với Giáng sinh. Với lại bó hoa chúc mừng. Đấy. Nói chung là cũng không được nhiều điểm đâu. Chẳng qua là mình muốn dẹp túi thôi. Đấy. Giờ coi như túi của mình dẹp được một xíu rồi đó. Giờ mình sẽ quay cái vòng quay này. Tại vì mình có khá là nhiều vé đây anh em. 39, 40, 41, 41 vé luôn. Thì biết đâu may mắn mình lại được thêm hộp Tiger nữa sao anh em. Yo. Ui. Cái gì? Đúng là được một cái hộp này anh em. Nhưng mà không phải hộp báu vật. Đây là hộp trang sức bét cưỡi. Mình nhớ không nhầm là hộp trang sức bét cưỡi. Đây là bộ tinh văn hả? À đù. Khoan. Bộ tinh văn này như ặc bật ăn Black của mình. Black Kisame chưa có nha. Ặc Kisame là full rồi nha anh em. Cái bộ này là bộ bữa mình mua bị ngu người nè, nhưng mà như là mua ngu người ở bên ặc kia, còn ặc này không biết là đã full chưa. Ui ngon nha, nếu mà chưa full là chúng ta lại có thêm một bộ báu vật để trang bị nha. Rồi bộ tinh văn đúng không, tinh văn là nằm đâu đây, chỗ này nè. Này bộ minh văn, yes, vậy là chưa có anh em ơi, tuyệt vời. Một cái hộp đó là nó full 6 món luôn nha anh em, cho nên là chúng ta sẽ nhận được hết luôn. Và vật phòng thiên phú của chúng ta sẽ tăng được thêm một bậc. Oh my god, 0.1 tức là một bậc đó anh em. Như vậy là vật phòng của nhân vật chính sẽ lên được 3S không dấu. Của thằng Lo sẽ lên được 4S không dấu. Và của thằng Doflamingo sẽ lên được 4S trừ. Trời ơi, cũng được. Được của Lo anh em ơi, được của Lo. Đâu rồi, hộp ở đâu rồi. Đây, tuyệt vời nha anh em. Khi mà ví dụ như chúng ta dùng thì chắc là nó sẽ ra 6 món luôn á. Cho nên có khi là mình sẽ mở luôn chăng. Ồ, để mở bớt cái này đã. Có khi 6 món thì nó cần tới 6 ô. Ồ, túi nuôi cá hả? Mở luôn. Đó, giờ mình sẽ chỉnh lý. Sau đó thì mình sẽ mở cho anh em xem coi thử có đúng không nha.
Sau khi dùng xong thì đúng là được 6 món luôn em ơi. Và 6 món thì nó sẽ nằm ở đây. Ui, 1, 2, 3, 4, 5. What? Còn một món sao lại nằm bên đấy? Hơi kỳ lạ nha, mà thấy hơi sai nha. Ý, cái máy xúc chopper này như là nó cũng cống hiến Kekma được đúng không? Chính xác, lấy ra cống hiến luôn em ơi. Đây là một con bét cưỡi nhưng mà mình đã có rồi. Thành ra là mình không cần nữa. Cống hiến luôn anh em ơi. Ủa, chiếc máy xúc không cống hiến được à? Cái gì tào lao vậy? Mình nhớ là máy xúc chopper là bét cưỡi mà sao nó không cống hiến được ta? Hơi sai nha. Hồi giờ cất con dao trắng này vô. Để mình... Ui, cái này không bay vô đây được à? Ui, đâu rồi? Đâu rồi? What? Mình đang muốn cho cái bộ này nó nằm bên đây mà sao nó lại kỳ lạ thế? Ồ, như vậy là phải lấy cái này ra. Chỉnh lý thêm phát nữa. À rồi, ok, nó là full rồi anh em. Như vậy thì nói chung mình muốn cho nó nằm ngang một đường để mình chụp hình tấm hình cho nó đẹp đó anh em. Mệt quá. Rồi ok, cuối cùng cũng đã chụp được rồi. Đây là bộ tinh văn nha anh em. Bộ này thì khi mà full 6 món thì nhận được vật phẩm thiên phú 0.1. Và nói chung thì nó sẽ giúp cho chúng ta tăng được vật phẩm thiên phú một bậc. Mình sẽ lưu là tinh văn. Rồi ok. Đấy, bây giờ thì chúng ta cứ sử dụng bình thường thôi. Đấy, không biết là khi hai món thì được cái gì nhưng mà lực chiến sẽ tăng nè. 3123 lên 3129. Wow, 41, 4 món thì lên được 313. Chắc chắn sẽ lên được 313. Cái này là lên được nhiêu đây? 3131. Ok, tăng cũng không nhiều lắm nhưng mà thôi kệ, có là vui rồi anh em. Rồi bây giờ mình cho anh em xem, đúng như mình nói vừa nãy thì vật phẩm lên 3x không dấu nha. Này thì lên 4x không dấu và thằng này thì 4x trừ. Đấy, kiểu như vậy. Ok, nói chung là cái đợt quay vòng quay may mắn này cũng được, cũng ngon đấy chứ. Giờ mình nhận quà online, nhận lương, giảm giá thì hôm nay mình cũng không mua gì hết cho nên tạm thời bỏ qua. Rồi, chúng ta đến với chuyên mục tiếp theo, đó là chuyên mục về đổi thưởng. Thì hiện tại như anh em thấy mình đã đổ thêm một hộp Noel nha anh em. Hiện tại trong túi mình đã có 2 hộp rồi, vậy là giờ mình đổi thêm hộp này là 3 hộp. Thì như mình nói đợt này thì con ngạc Black Kisame mình không tham gia hoạt động Noel nha. Cho nên là chúng ta sẽ không có đổi 7 hộp. Chúng ta chỉ đổi những cái hộp này rồi ít bữa mình sẽ mở ra đâm chơi cho anh em xem thôi. Khi nào đến dịp Tết thì con ngạc này sẽ tham gia. Đấy, bây giờ cho nên mình đang tích bánh mì đây anh em. Đang tích bánh mì đây, được khoảng gần 4k. Gần 4k bánh mì rồi anh em. Tức là gần 4.000 lực hoạt động đó. Thì nói chung là cố gắng tích thêm. Bây giờ mình sẽ đổi thêm một ngôi sao nữa là mình đủ nè. 19/20 nè. Đổi cái nữa nè, đó là người mình đủ nha anh em. Giờ mình sẽ đổi một hộp Noel. Như là chúng ta đã đủ được 3 hộp. Bây giờ thì thực sự là như anh em thấy không, chuông gần rư rất là nhiều nè. Chuông là đủ luôn nè. Thiếu 8 cây kẹo và 20 ngôi sao. Mà 20 ngôi sao này thì nói chung là trong đợt phản hồi nó cũng có cho nạp thẻ nè anh em. Thì nói chung là nếu mình thấy mọi thứ thuận lợi thì chắc là mình sẽ nạp 50k để mình lấy 25 ngôi sao này. 25 ngôi sao này thì giúp cho chúng ta coi như đủ cái này đi. Giờ là chúng ta thiếu 8 kẹo. 8 kẹo này thì tích dần dần cũng được. Nói chung là không phải là vấn đề gì quá to. Có thể là chắc là như vậy thì chắc là mình sẽ lên được 4 hộp. Nói chung là cố gắng thì sẽ được 4 hộp. 4 hộp nha anh em. 4 hộp này cộng thêm một hộp Quốc Khánh này nữa thì ít bữa sẽ có clip mở ra đâm cho anh em xem nha. Nhưng mà tích nhiều nhiều ra, tích nhiều mở mới sướng đó em. Mở nhiều mới sướng với lại hơn. Đợt trước mình mở nhiều như là mở hai ạc là như mười mấy hộp phải không ta? Mình cũng không nhớ nữa, nhưng mà clip đó được hai cái áo choàng vệ vương luôn em. Mỗi ạc một cái áo choàng vệ vương khá là ngon. Rồi bây giờ tới chuyên mục chính của chúng ta, đó chính là mình sẽ lấy cái hộp của Tiger ra nha. Đây, túi báu vật 150 Tiger nha anh em. Đó, mà thôi. Mình đang định hôm nay là như vậy nhưng mà thật sự là clip đã 9 phút rồi cho nên bây giờ lắp Tiger vô rồi chuyển báu vật các thứ rồi còn rất là nhiều giai đoạn. Ok, cho nên là bây giờ thôi được rồi. Lắp Tiger vô chắc chắn là thằng Mingau cũng bịch. Ui, nhưng mà cũng chưa được, tại vì thằng Mingau mình chưa đạt cấp 150 nên không mang được. Đúng không? Hay là chuyển sinh ta? Có khi là chuyển sinh cũng có thể mang được ấy. Ồ, nhưng mà chắc chắn nó sẽ là ít trừ nha anh em. Đấy, bây giờ thì nội dung tiếp theo mình làm đó là sẽ không làm báu vật nha. Hẹn anh em vào clip sau, chúng ta sẽ nói về báu vật Tiger sau. Nội dung tiếp tục với nội dung tiếp theo đó chính là về cái hoạt động tích vàng. Mình sẽ cho anh em xem. Hiện tại thì mình đã tích được đây, anh em có thể thấy là 10.000 vàng. Và mình có thể nhận được phần quà ở đây và tất nhiên sẽ bao gồm 20 mảnh rương phóng xạ. Thì mảnh rương phóng xạ thì mình đã tích được 70 rồi nha anh em. Đây 70. Bây giờ thêm 20 này là 90, coi như là đợt sau nữa là xong. À, bây giờ mình sẽ chỉnh lý nha. Chỉnh lý túi đồ. Sau đó xem có cái gì nhận được thì mình nhận cái đã. Cho nó đỡ chật túi nha anh em. Nhưng mà hiện tại với cái lượng đồ này thì mình thấy có vẻ hơi chật. Mình sẽ sử dụng cái này để nâng cấp chát quẩy xem sao. Ê, có con trái thôi à, ít vậy. Rồi túi đồ còn gì nữa không?
Đúng là không còn gì nữa nên mà này có thể bán được này. Rồi mình sẽ bán bớt một số thứ ra. Mảnh kim sư tử mình sẽ bán ra nha anh em, thì lát mua lại, lát anh em nhớ nhắc mình mua lại nha, chứ mấy cái này nó thiệt là mình hay quên lắm. Mình quên rất là nhiều lần rồi cho nên là không phải là vấn đề gì mà nó quá là xa lạ. À, như vậy chắc là đủ rồi. Mình sẽ nhận cái đầu tiên đó là 1.000 vàng, 1.000 vàng, 1.000 vàng của chúng ta thì chúng ta sẽ được những món quà quen thuộc thôi. Đấy anh em có thể thấy. Bây giờ nhận luôn là thử được không nhá? Nếu mà được cũng đỡ phải mất công sử dụng trước. Ồ không được rồi anh em, túi đầy, đáng lòng thật. Vậy là chúng ta cất này vô kho, sử dụng cái này, cất vô kho, cất vô kho. 4.000 đá năng lượng, 4.000 đá nguyên tố, mấy cái hộp này. Rồi, nhận tiếp móc 5.000 nha. Trời, nhưng mà không đủ hả? Tin được không anh em? Mình thấy túi rộng rất nhiều mà ta. Hơi sai nha. Ý, cái máy này chopper. Ủa? Ủa? Cái máy khoan chopper này mình vừa mới tháo ra mà sao giờ nó lại không còn ô để lắp là sao? Nhanh quá vậy, đứa nào mà giành chỗ nhanh quá vậy? Rồi, móc tiếp theo là 5k vàng, chúng ta sẽ được đuôi chai 8 sao, rồi mảnh phóng xạ nhân 10. Nhưng là nó sẽ cộng dồn vô kia rồi, cho nên không phải là vấn đề gì quá to. Chúng ta tiếp tục sử dụng cái này và tiếp tục cất vô kho. Ồ, có sắc màu Sura này, ngon anh em. Hình như là mình đủ Sura để Sura Buget rồi đó. Cho nên là tương lai sắp tới sẽ có clip Sura Buget cho em xem. Nhưng mà cũng hên xui nữa, để mình coi lại đã. Coi có nên Sura Buget không. Ui, cái màu xanh lớn luôn để anh em, ngon, trái này ngon nha. Thuộc hiệu quả trả lại khá là ngon. Đây là hổ đen hả? Sát thương và giảm sát thương trả lại với lại mình mang cho Buget được nè. Chopper thì nói chung là cũng đủ rồi đúng không? Ui ngon nha, cao xanh lớn ngon nha. Rồi. Chắc là mình tháo này ra để mình lắp cho thằng Buget luôn cũng được. Cháu cao xanh lớn này ngon nhưng mà nếu mà kiếm thêm trái ghép được thì ngon á. Nhưng mà này giảm sát thương, cái này giảm sát thương mất tiêu rồi cho nên bây giờ chúng ta chỉ có thể ghép với hiệu ứng miễn dịch thôi. Cao xanh lớn ghép với miễn dịch hơi hơi khó cho nên thôi tạm thời cứ lắp vô đi. Lắp vô cho nó tăng thêm một chút lực chiến, gọi là chút lực sinh sinh mệnh đi. Rồi khi nào tìm được trái thích hợp thì sẽ ghép sau. À, bây giờ chúng ta nhận móc tiếp theo đó là móc 10.000 vàng. Rồi, móc cuối cùng chúng ta nhận được thêm một cái ui có cả mảnh thần thạch thủ nữa này. Và được thêm 10 mảnh phóng xạ nha anh em. Đó, thần thạch thủ của mình đã nó đã reset lại vị trí ban đầu rồi, tại vì trước mình đã lấy một 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 viên thần thạch rồi nha anh em. Cái này cất vô kho nè. Đấy, cái này là được Haki Bá Vương rồi địa hạt Haki sắc màu Suran 150 luôn à. Ghê vậy. Tiếp tục là 15 đa, 15 cái khắc ấn nè, 15 cái tinh linh thạch nè, 12.000 đá nguyên tố, 12.000 đá năng lượng nè. Nói chung nhận cái này cũng khá là phê. Rồi, đá này là túi nâng cấp thiên phú bao gồm đá ràng buộc với lại ấn ký đồng đội. Túi chế 8 sao này thì lại là cá mập xanh. What the hell? Anh em nói gì đi anh em? Anh em nói gì một lời đi chứ tại sao hôm nay mình có duyên với cá mập xanh quá vậy? Đúng lúc là con động vật mình yêu thích đúng là cá mập thiệt luôn. Kisame mà anh em, Kisame dùng thủy thuật, thủy độn, suy thung cá mập. Quá dữ luôn mà kết quả là ra cá mập luôn. Đáng lòng thiệt. À, nhận mớ trác quậy để nâng cấp này. Đấy. Thấy chưa? Nhân dịp túi mình đang rộng rãi một xíu thì mình nhận luôn. Có gì lát mua lại đồ thì nó cũng sẽ chật thôi. Đấy, thêm một ít kinh nghiệm cũng được. Đấy, ngon đấy anh em. Tuyệt vời. Rồi ok, có duyên với cá mập xanh quá cho nên là mình cũng không có lời nào để diễn tả về cái chất quỷ hôm nay nữa. Hai chiếc cá mập xanh ra một lúc, đáng lòng thật. Rồi, tiếp theo mình sẽ chắc là mình sẽ làm thêm một cái xíu này nữa cho đêm xem. Đầu tiên đó là mình muốn cho đêm xem con pet phụ của mình. Hiện tại nó đã nâng lên được level 35 rồi thì phải, cho nên là chúng ta có thể nâng thiên phú rồi nè. Ok, nâng thiên phú nha anh em. Chúng ta sẽ tốn sách kỹ năng bộ sưu tập. Thì sách kỹ năng sưu tập thì nãy mình vừa lấy xong. Đây, được 7 cuốn. 7 cuốn thì không biết là có đủ để nâng không đây nữa. Vô vô vô. Ok anh em, một lần tiêu 3 sách. Và ui, vậy là mình có 7 sách thôi hả? Sao thảm nhỉ? Tức là mình nhấp được hai cái nhưng mà hai cái này thất bại được thì cũng bó tay. Ui, thất bại luôn em ơi và tỷ lệ tăng lên được 19%. Ui, thất bại nữa rồi, như vậy là lại hết sách rồi. Thật là đắng lòng thanh niên thiệt. Nâng được đúng hai cái xong hết sách mất điều. Chả hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa anh em. Tỷ lệ chắc là lên được hai mấy phần trăm rồi đó. Rồi chắc là mua lại thôi. Nhân tiện đây mua lại luôn, không mất công lát quên. Ok. Rồi, clip hôm nay chắc là chỉ đơn giản rồi thôi. Nhận ối cái gì vậy, cái gì. Mua lại cái nón này làm chi. Rồi nói chung thì mình qua tham gia cái ác ma, cống hiến một số thứ. Ngoài ra thì nhận thêm tích lũy 10.000 vàng. Mảnh đúng không xạo mình đã lên được 90 nha anh em. Chỉ cần một một đợt sau tiêu thêm 5k nữa là đủ. Quan trọng nó có vàng để tiêu hay không đây. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ
Trả lời ba câu hỏi nha anh em. Nói chung ba câu hỏi mỗi ngày chúng ta đều trả lời thôi. Con thì lúc đầu Luffy sử dụng là Gwen Mary. Câu này khá đơn giản. Thanh kiếm mắt dù hao sử dụng. Ui, đơn giản luôn. Và điều quan trọng nhất con người là tấm lòng. Thì câu này như là của Senji thì phải. Rồi, ok. Ba câu hôm nay cũng khá là đơn giản. Cảm ơn em đã theo dõi của mình. Nhớ like video, subscribe để kênh đầy đủ ủng hộ cho mình nha. Hẹn gặp anh em vào những clip tiếp theo của Black Kisame nha.